à mẹ con, à mẹ nè, à mẹ nè, à mẹ, à mẹ, à mẹ, à mẹ đi, à con đây này, à mẹ, à mẹ. Sao điện thoại con nhìn thấy đáng thương mà điện thoại chỉ có ba thấy nhìn thấy vàng khè à? Nè, 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 nhìn đi. Cô vô điện thoại cho ba con. Mẹ con ơi. Ai gì ba đi, ai gì ba này, ai gì ba. Con chào ông, con chào bà. Ai gì ba? Con ngã ông ngã bà đi. À, ông ngã bà, à, ông ngã bà. À, ông ngã bà. À, không muốn chụp cái điện thoại á, thấy con cầm cái tay giục điện thoại rồi đó. Mẹ mặc cho cái áo màu hồng gì kỳ. Ê, ê. Ê. Con đem gì con Trọng? Ừ, đem gì cái đầu Trọng không khác bằng cái con. Dạ kể. Dạ kể kể Trọng lấy giống cũng được. Ừ. Cô sắc dự án nè. Dạ con cảm ơn cô Bảy. Ừ. Nhiều cô Bảy nhờ đi kiếm con thơm. Đi kiếm con thơm mà mới lòi ra được trái này. Cái trái này nó nấp nó dí dũng á cả nhà. Cô Bảy thì kiếm con thơm cho mình để mình đem về mình trồng, cái là lòi ra cái trái này nè cô cả nhà. Bữa nay mình lên mình mua dừa của cô Sáu nữa nè, được 30 dừa. Như hình như chị đem vô được một con nữa cô Bảy. Chị đem vô được một con thơm nữa. Ừ, con. Dạ. Đem gì trong? Dạ, bữa hổm á con lấy cái này nè, nè cái này nè, cô Bảy thấy nó ra rễ nè, này nè thấy không? Rễ quá chừng nè. Cắt xác vô. Dạ, xong con bứt cái lá cái mấy cái lá này đi cho nó lòi cái rễ ra xong con trồng. Dạ kệ cái này vừa ăn rồi đó. Dạ một trái 60 hả cô Bảy, là trái bự lắm á, trái 60 là 3 kg lận á. Cuốn ở trên dưới á. Đưa đầu lên trời. Vậy đưa cái ai bỏ cuốn dưới. Nấm là tiền nấm hả? Ừ, nhỏ cho ai. Nấm này ăn được nè. Nghe đồn là ăn được á. Bên nước ngoài ta trồng cái nấm này nè. Nấm này ở chỗ mình là gọi là nấm cứt chó nha cả nhà. Để qua một đêm là cái tròn này nó sẽ dài bằng cái này. Dù nè, nó có lưới nè thấy không? Nó như mặt đầm vậy đó. Nè, nó phủ xuống nè. Nó có cái gì á ni. Như lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng. Đây nè, tách ra đâu cũng vậy á. Dạ. Thử đi. Nấm này có độc đâu nó ăn được mà làm gì cái kêu cứt chó chứ mà tưởng gì cứt chó thiệt cái gì á. Không được, nhìn em nhát quá. Y vậy á mà cái lưới nó cao lên á chứ không phải mọc từ cái cứt của con chó nha cả nhà. Xin chào cô chú anh chị các bạn, bây giờ mình đi ngoài này mình bẻ cái bắp chuối vô ăn cơm nha cả nhà. Cái bắp chuối này nó trổ sắp xong rồi, trổ sắp xong chứ chưa xong, thôi mình bẻ luôn tại giờ mắc ăn quá rồi. Nói chứ bữa nay á, mình ăn một cái món ăn rất là ngon, mắm cá cơm. Mình ăn mắm với lại rau sống á, với bắp chuối rồi nè, ngon lắm. Bắp chuối sống rồi. Cái bụi chuối này nè, có mấy buồn, mấy cái buồn vòng vòng này nè, nó làm như nó bị háp vậy đó. Nó không có mập, cái trái chuối nó không có mập,
nó bị đẹt 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 cái trái chuối á nè, hai buồng kế bên nè. Bây giờ mình sẽ bẻ cái buồng này luôn nha cả nhà, bẻ cái bắp của cái buồng này, nó sắp trổ xong rồi. Đâu rồi? Dạ. Hả? Ừ, còn còn nãy hai nãy chót. Trời ơi. Tại tại bà chọt cái chỗ này nó bị đáng lẽ là nó sẽ giữ được cái bắp này mà không giữ được. Đó. Cái này nó còn hết rồi, hết rồi. Có cái này à? Có cái này là chót. Nó chót rồi nhiều quá ha. Ừ. Hết rồi. Về cái mình đập đập dập dập cái mình vắt chanh, cái mình chấm mắm ăn cả nhà. Đó. Buổi trưa tranh thủ Xuân Qua chưa đi học thì mình với mẹ chạy lên kho gạch lựa gạch, thì lựa gạch lót sàn với lựa gạch trang trí dán nhà tắm á cả nhà. Thường á thì mình phải chọn gạch ở nhà trước, mình kiểu như mình sẽ chọn màu ở nhà trước chứ không là mình lên đây là mình sẽ qua mắt luôn cả nhà. Đủ màu, đủ kiểu, đủ loại, mình nhìn một hồi là mình không có biết đường mình tưởng tượng. Tại vì mình lót, ví dụ cái nhà tắm thì không nói đi, mà ví dụ cái nhà lớn của mình mà mình lên đây mình nhìn cái viên gạch là một hồi là qua mắt luôn. Cuối cùng thì mình lấy mấy cái viên dĩ cá để mình trang trí, và mình lấy cái lót nhà tắm nè cả nhà. Mà mấy cái viên gạch nhà tắm này nè, bông hoa nó lẹ lẹt mà nó quê quá, mình không có lấy. Cuối cùng là mình với mẹ chọn một cái viên mà nó không có hoa văn nhiều. Đây, viên màu xám này. Viên màu xám này thì nó là gạch nhám, không đi nhà tắm nó không có bị trơn á, mà nó không có hoa văn nhiều, nhìn nó đỡ rối mắt. Còn mấy cái viên đỏ đỏ này nè là thường là người ta sẽ làm gạch thềm ba hoặc là lót lan can gốc cột này kia. Cây này nó cao nghèo nghèo mà ăn thì ăn không có hết.
đi hái vài trái khế chua nữa nha cả nhà, không biết còn không à, không biết nhà còn khế chua không à. Hôm bữa thì nó cả đống luôn cho người ta, cho người ta cả đống mà không biết nay chín hết không à. Cây khế này là có bốn mùa luôn cả nhà, cây khế chua, cây khế ngọt nhà mình là lúc nào cũng có trái á. Mà tháng này tháng mưa nó dễ bị có dồi lắm á. Đây đây đây, đây là bốn trái luôn, dưới đây hai trái nữa nè. Lấy hai trái được rồi ha. Hái đi. Lấy cái này nó dọn vô cái tấm thớt chắc còn nhanh hơn á. Ôi rồi, bể rồi, bể cái cùi này, mình gỡ cái cùi này ra được rồi đó. Mình gỡ cái cùi này ra nha. Đập gì nó không có mủ cả nha. Mình gỡ cái cùi này ra, mình ăn cái lõi này à, chứ mình cũng không có ăn tuốt trên đây nữa. Cái mình này ra vô miếng chanh, miếng tắc đi. Bây giờ mình sẽ pha mắm, đây là mắm cá cơm nè cả nhà. Lấy cái nước. Khóm. Miếng đường. Không phải chắc ít đường á. Không, cái này không mặn. Vừa mặn mà mặn vừa, giống y như mắm tép vậy đó, chứ nó không phải là mặn thiệt là mặn. Cho nên là ba bể để như đây đường cũng được rồi. Nó y như mắm tép vậy. Mặn kiểu mắm tép chưa trộn á nha. Chứ không phải mặn kiểu mắm tép trộn rồi. Thôi nghe cái mùi nó thơm. Kim lọ. Kim lọ hả? Ủa anh làm món này đâu có làm gì đâu lọ ta. Chắc nãy đụng, rế trong. Quá ngon. Ngon lắm. Xin mời cả nhà ăn cơm với hai chị em mình nha. Món này là mình thích ăn dữ lắm, mà mẹ thì mẹ không có ăn món này được, cho nên là có hai chị em ăn à. Xin mời cô chú anh chị các bạn ăn cơm. Đổi đũa ơi. Ăn sao? Nè, chiếc này chiếc kia đúng rồi nè. Nè, chiếc này với chiếc đó nó không đúng. Kệ đó. Ai lỡ rồi. Xin mời cả nhà nha, cái này ăn sao vậy? Chấm ăn thôi, ba chỉ cần chuối chát, chuối già sống á, với lại cái mắm này là ăn ngon rồi á. Xin mời cả nhà nha. Biết có biết cái cảm giác mà ăn hai một đạn của mẹ người ăn mắm cay vô vô mặn bao nhiêu cay nữa, tại bị đạn cho nên nó mới bị con coi á. Mất luôn á, tệ tái luôn. Mới hào không?
Vô leo. Đâu rồi? Ừ. Ăn gì cũng ngon rồi. Ừ. Ơi. Ừ. Thịt luộc với mắm. Miếng thịt miếng mắm nè. Cái món mắm này ơi nha. Ăn nó giống mắm tép vậy á, chứ nó không có giống mắm cá. Ừ. Ăn ngon lắm. Mình vậy. Muốn thế rồi. Vừa ăn ngon cái món này ngay ngày con bị lẹn. Vừa ăn mà vừa chảy nước mắt. Ủa bị lẹn ăn chút nó hết rồi. Hết, nó hết đau rồi. Đúng không? Cũng đau chứ. Lâu lắm rồi mình chưa ăn lại cái món mắm này luôn cả nhà. Hồi lúc trước mình bán cái mắm này nè, thì mình có ăn. Mình ăn cái chuối nè, cái chuối chát đó mình chấm vô, ăn nó chát chát, nó ngon lắm. Trong mâm này là đồ chua với dầu chát không à. Đắng hả? Có đắng, con qua đắng nè. Ừ. Ừ, cái món này mình không cần làm gì cả nhà, mình chỉ bỏ tỏi ớt vô, cái bỏ thêm miếng đường vô ăn. Mà ở nhà mình chấm chú già là mình không có bỏ gì hết, mình múc ra mình chấm thôi. Tại nó vừa ăn lắm, với lại người ta cũng có bỏ tỏi ớt sẵn rồi, có chua chua. Cái mắm chua này ngon không? Có cái gì chua? Cái chua chua lên chua giống như là mắm tép vậy á, chứ đâu có ăn. Người ta đâu có bỏ gì vô. Ây da. Trúng cay hả? Trúng có một đoạn nó xà vô ra quá. Ăn cơm nước mắt luôn á. Cái này gọi là cơm chan nước mắt. Không có gì ăn á. Mình chỉ cần có chuối dài với cái mắm này là ăn mấy tô cơm. Mắm mặn ngon ha. Ừ, ngon. Dễ ăn hơn mắm tép vậy, tại con cá nó nhỏ nhỏ ha. Không nhớ. Ừ. Hồi đầu mình cũng không ăn món này được. Mình nghĩ là ủa sao ăn mắm sống. Tại vì nào về nhà mình không ăn mắm sống. Xong rồi bé Trang á, nó mới chỉ mình ăn. Mình mới ăn được á. Không thấy bạn thịt gì đâu mà hả? Đó hết ăn rau. Ừ. Thích ăn rau. Ăn mấy cái món mắm mà chỉ cần có rau với mắm là ăn được. Khổ quá. Khổ quá, đắng đắng nhưng mà nó dễ ăn. Nó không có đắng không. Cái bắp này nó chát ghê luôn á. Nó chát hơn cái chuối. Vậy hả? Chát lắm. Thôi giờ không ăn đâu. Ai mà thích ăn chát nhiều á mới ăn được. Còn cái trái chuối này nè. Nè trái chuối này nè. Ăn chuối đi. Vậy con hả? Để ăn miếng nhỏ hay ăn nó không hết? Ăn bẻ cái này đi. Cái này ba lọt á.
núi này mà con còn chơi chát với sâm, nó chát hồi nó cào cào, nó bao tử, nó khó chịu lắm. Ừ. Hồi con còn vô ngồi làm nó khó chịu, phải ăn. Ừ. Ngon quá. Ăn bị ghiền hả? Ừ, ăn này bị ghiền luôn á. Ăn nó bắt hơn. Nó bắt hơn cái món chú già chấm tương hộp. Tại vì mình thích cái món chú già chấm tương hộp, chứ không phải là cái món chú già chấm tương hộp ngon nha cả nhà. Tại mình thích cái món đó. Mình cái bụng mình nó ăn ít đạm lắm, không có ăn được nhiều đạm. Ăn nhiều nó nặng bụng, nó chịu không nổi. Mình ăn buffet là mình lỗ quá cả nhà. Ba tử nhỏ mà. Ừ. Ba tử của mình có một tô nè. Bây giờ đi ăn tôm hùm của Hoàng Đế thì nó cũng đựng được một tô à. Nó đâu có đựng được mấy tô đâu. Ừ, đây thấy chua. À. Ngộ ha, mình thường ăn gì á, cũng phải ăn chung với chua, cay, mặn, đắng, chát. Ừ. Ha. Mình ăn giống như Thái Lan ha. Ừ. Ba có follow một kênh TikTok, mà ăn chiên ăn rau với lại mắm, trời ơi, nhìn hấp dẫn lắm luôn. Hèn chi với ba mới thèm. Ừ, coi cái kênh đó riết mà thèm dữ lắm luôn á. Không ăn hủ qua chấm được nha, sao kỳ vậy ta? Dạng dưa leo, dưa leo mini, dưa leo gì, gọi là chùm, dưa leo chùm. Trái khóm này ngọt quá. Này leo là lạc. Dưa chùm này ăn nó giòn. Mình cắn nha. Mấy trái dưa leo có chút thiếu mà nó chùm một chùm mấy trái. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chúc cả nhà có một buổi tối thiệt là vui vẻ. Còn bây giờ Dương xin chào và hẹn gặp lại.